Đây là con cà cuống anh. Cà cuống à? Vâng. Con này thì anh nuôi mấy tháng rồi? Con này nuôi từ tháng 10. Mô hình nuôi cà cuống của tôi thì khoảng tầm 75-80 m². Cà cuống thì nó cũng không có gì là khó nuôi cả, nó chỉ cần đủ mồi thôi. Quan trọng nhất là nguồn mồi và nguồn nước để cho cà cuống nó bắt, nó sinh sản. Cà cuống thì nó không có bệnh. Đấy, chủ yếu là mình con mồi của mình nó đầy đủ lượng, mình nuôi số lượng ở trong bể là nó phù hợp. Ví dụ như khoảng tầm 1 m² khoảng 20-30 con, chẳng hạn như thế thì cà cuống nó không bị chặt mà sẽ không cắn nhau. Đấy, đừng để cà cuống nó đói. Con này nó rất là đặc tính của nó là đói là nó sẽ cắn nhau. Đó, nó sẽ hao hụt cái số lượng trong bể của mình đi. Còn cà cuống nuôi thì từ khi đẻ ra đến lúc mà xuất được cá giống thì khoảng 40-45 này. Thì hiện nay thì anh bán giá cà cuống cụ thể thế nào anh? Giá cà cuống thì khoảng từ 200 đến 250 một đôi cả. Dạ, còn cà cuống thương phẩm ạ? Thương phẩm khoảng từ 50-70 con. Vâng. Từ lúc mà nuôi đến lúc mà bán cà cuống thương phẩm thì khoảng bao nhiêu ngày anh? Khoảng 60 ngày. À vâng. Còn cà cuống này thì cái khó nhất của chăm sóc là thế nào anh? Mình để thiếu con mồi là được. À dạ. Đủ lượng mồi cho nó là nó sẽ không cắn nhau, không hao hụt. Dạ vâng. Thế thì anh bắt đầu nuôi từ đầu năm 22 đến giờ thì trừ chi phí thì mỗi tháng anh thu hoạch được nhiều không? Mình tính khoảng tầm 15 đến 20 triệu một tháng. À dạ vâng. Dạ cảm ơn anh.